Kính chào quý vị và các bạn. Trong bản tin thời sự ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị, đến nay, Việt Nam đã chữa khỏi hơn 863.300 ca mắc COVID-19. Trong số các ca đang điều trị có đến gần 4.000 ca nặng, cao hơn so với vài ngày trước đây. F0 trong cộng đồng tại nhiều tỉnh thành tăng nhanh. Xem xét đưa kích xét nghiệm COVID-19 vào diện bình ổn giá. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có hơn 1.026.522 ca mắc COVID-19, đứng thứ 37 trong 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 10.418 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới được ghi nhận trong nước là 1.021.493 ca, trong đó có 860.494 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Yên Bái, Bắc Cạn và Cao Bằng. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh 447.428 ca, Bình Dương 243.497 ca, Đồng Nai 78.073 ca, Long An 36.536 ca, Tiền Giang 20.780 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 863.311 người. Số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 3.947 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.767 ca, thở oxy qua dòng cao HFNC 726 ca, thở máy không xâm lấn 110 ca, thở máy xâm lấn 333 ca, thở bằng ECMO 13 ca. Số bệnh nhân tử vong, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 79 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.082 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trong 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 trên 233 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong ở Việt Nam xếp thứ 10 trong 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 cho đến nay đã thực hiện hơn 24.030.280 mẫu cho 64.276.379 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 hiện nay, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 98.930.571 liều, trong đó tiêm một mũi là 64.322.087 liều, tiêm mũi 2 là 34.608.484 liều. Thưa quý vị, đại diện Bộ Tài chính cho biết Bộ đang đánh giá, rà soát để sửa đổi, bổ sung luật giá, trong đó nghiên cứu đưa mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế, kit xét nghiệm vào diện bình ổn giá trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế về danh mục mặt hàng và trang thiết bị vật tư y tế. Trước đó, nhiều hiệp hội và doanh nghiệp đã kiến nghị đưa sản phẩm test nhanh COVID-19 vào diện bình ổn giá vì dịch còn kéo dài. Theo Bộ Tài chính, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Theo khoản 2 điều 15 Luật giá năm 2012, khoản 1 điều 3 Nghị định số 177 hướng dẫn thi hành một số điều luật giá cho thấy, sản phẩm test nhanh COVID-19 không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định tại luật giá và văn bản hướng dẫn thi hành. Thưa quý vị, Hải Dương có một xã có đến 40 ca mắc COVID-19 trong ngày. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, ngày hôm nay, Hải Dương đã có thêm 45 ca mắc COVID-19, cao nhất kể từ ngày 1 tháng 10 trở lại đây. Riêng ổ dịch tại xã Tân Phong, Ninh Giang trong ngày có 40 ca mắc, gồm 20 ca là F1 đã được cách ly tập trung và 20 ca trong khu vực phong tỏa. Trong số này có nhiều bệnh nhân đang bị ho sốt, ngứa họng. Như vậy, ổ dịch tại xã Tân Phong đến nay có hơn 79 ca mắc COVID-19, là địa phương có số ca mắc nhiều nhất tại tỉnh hiện nay. Tại thành phố Hồ Chí Minh, huyện Cần Giờ còn ở cấp độ 3, nhiều quận huyện có số ca F0 tăng cao. Theo bản đồ về cấp độ dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, đến hôm nay, thành phố chỉ còn duy nhất huyện Cần Giờ ở cấp độ 3, vùng cam, có 8 quận, huyện được đánh giá cấp độ dịch ở cấp độ 2, vùng vàng và 13 quận, huyện, thành phố ở cấp độ 1, vùng xanh. Hiện thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cấp độ dịch toàn thành phố ở cấp độ 2. Còn trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh về COVID-19, trong 24 giờ qua, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 985 ca mắc mới và 22 trường hợp tử vong. Như vậy, số ca mắc mới và số ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh trong 24 giờ qua đều giảm.
Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một số địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có số F0 tăng cao trong 7 ngày qua, gồm huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, huyện Bình Tân, thành phố Thủ Đức, quận 12 và quận Gò Vấp. Phân tích biểu đồ diễn tiến ca bệnh COVID-19 tại các quận, huyện có thể thấy số F0 tại huyện Bình Chánh có chiều hướng tăng và đang đi ngang trong thời gian gần đây. Tương tự, huyện Hóc Môn có giai đoạn đạt đỉnh cao và hiện tại có tín hiệu đi xuống. Riêng quận Bình Tân và Gò Vấp vẫn đang ở mức cao và nằm ngang. Các địa phương có số ca không cao nhưng có xu hướng tăng bao gồm quận 10 và huyện Nhà Bè. Trước tình hình số ca F0 đang cách ly tại nhà có xu hướng tăng, lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh sớm triển khai lại các khu cách ly quận, huyện và có thêm bệnh viện dã chiến để sẵn sàng thu dung điều trị F0. Thưa quý vị, ca mắc COVID-19 tại nhiều địa phương đã gia tăng trong những ngày vừa qua. Hà Giang tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 14 tháng 1 đến ngày 28 tháng 11. Kể từ khi xuất hiện một ca COVID-19 cộng đồng tại phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, đến nay số ca F0 đã phát sinh trên địa bàn Hà Giang là 2.608 ca. Trong số này có 681 học sinh và 50 cán bộ giáo viên của gần 100 trường học trên địa bàn đều dương tính với SARS-CoV-2. Tối hôm qua, Bắc Giang có thêm 41 ca mắc COVID-19. Hiện còn 517 F0 đang được điều trị, 81 ca tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang và 436 F0 tại Bệnh viện Dã chiến số 2. Ngày hôm qua, Thái Bình đã thông báo cấp độ dịch toàn tỉnh Thái Bình cấp độ 1, 7 huyện, thành phố cấp độ 1, 1 huyện cấp độ 2, 1 xã cấp độ 4, 8 xã cấp độ 2 và 251 xã cấp độ 1. Tỉnh đã ghi nhận thêm 143 ca COVID-19, tiếp tục tăng so với những ngày qua. Ở An Giang đã ghi nhận 660 ca mắc COVID-19, trong đó có 147 ca cộng đồng. Tổng số trường hợp mắc COVID-19 kể từ ngày 15 tháng 4 đến nay là 18.245 trường hợp, đã điều trị khỏi 11.005 ca và 199 ca tử vong. Ở Đồng Tháp ghi nhận 382 ca COVID-19, trong đó về từ vùng dịch là 22 ca, 109 ca trong các cơ sở y tế, 2 ca trong cơ sở điều trị, 138 ca trong khu phong tỏa và 111 ca trong cộng đồng. Ở Sóc Trăng có 343 ca mắc COVID-19, trong đó số ca nhiễm qua truy vết sàng lọc trong cộng đồng là 123 ca. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 9.519 ca mắc COVID-19. Có 6.238 ca bình phục, đang được điều trị là 3.221 ca. Tại thành phố Cần Thơ đã ghi nhận 342 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 29 ca trong khu cách ly. Số ca cách ly tại nhà là 130 ca và 183 ca là cộng đồng. Số ca mắc COVID-19 ở Cần Thơ từ ngày 8 tháng 7 đến nay là 12.515 ca, đã điều trị khỏi 7.785 ca. Ở Vĩnh Long đã ghi nhận 288 ca COVID-19, trong đó có 90 trường hợp cộng đồng, 56 tại khu phong tỏa. 131 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung trước đó, trở thành F0 và 11 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế. Ở Tiền Giang thêm 247 ca mắc COVID-19, trong đó có 48 ca là cộng đồng, 226 trong khu cách ly. Hiện địa phương này đã ghi nhận 20.780 F0, đã điều trị khỏi là 16.263 ca, tử vong 439 ca. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Cần Giờ tiêm mũi 2 cho 11% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, Hà Nội lập 508 trạm y tế lưu động. Tính đến trưa 15 tháng 11, cả nước đã tiêm được 99,86 triệu mũi vaccine, tiến sát mốc 100 triệu mũi, chuẩn bị phủ mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi toàn quốc, mũi 2 tiến đến mốc 50%. Đã có 16 tỉnh thành triển khai tiêm chủng cho trẻ em. Trong số này, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương triển khai tiêm chủng cho trẻ em đầu tiên trong cả nước và bắt đầu tiêm mũi 2. Theo dữ liệu cổng thông tin COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, tối 14 tháng 11, hiện có 8 quận huyện trên địa bàn thành phố đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, gồm các quận: quận 1, quận 3, quận 5, quận 6, quận 11, quận Phú Nhuận, quận Tân Phú và huyện Cần Giờ. Các địa phương có tỷ lệ mũi 1 cho trẻ ở độ tuổi này thấp nhất là huyện Củ Chi và quận 8 cùng 63%, huyện Bình Chánh và quận Bình Thạnh cùng 65%, thành phố Thủ Đức và các quận huyện còn lại có tỷ lệ tiêm mũi 1 từ trên 74% gần 100%. 16 tỉnh thành phố đang triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ là Ninh Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Sóc Trăng, An Giang, Vĩnh Long, Bình Dương, Kiên Giang, Cà Mau và Hậu Giang. Tổng số vaccine COVID-19 đã tiêm là 1.414.228 liều, với tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều là 15,5% dân số từ 12 đến 17 tuổi. Theo Bộ Y tế, số lượng vaccine trong tháng 11 này và tháng 12 sắp tới sẽ tiếp tục về nhiều, do đó Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID cho người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên người trên 50 tuổi và triển khai tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ. Từ thời điểm nới giãn cách, số ca mắc mới của Hà Nội tăng hơn, mỗi ngày trung bình ghi nhận 100 đến 200 ca mới. Một ổ dịch lớn, phức tạp,
nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố đã lên kế hoạch thành lập 508 trạm y tế lưu động để hỗ trợ theo dõi sức khỏe người cách ly y tế tại nhà trong số trường hợp số ca mắc tăng cao. Các trạm y tế lưu động có nhiệm vụ quản lý, theo dõi, hỗ trợ các trường hợp F1, F2 đang cách ly tại nhà và chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn, hỗ trợ công tác xét nghiệm, tiêm chủng và tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Trạm y tế lưu động được trang bị bình oxy sử dụng tại chỗ, hai bình oxy nhỏ để mang đến cho người dân, máy đo SpO2, bóng ambu, test xét nghiệm nhanh COVID-19, trang phục bảo hộ, hai số điện thoại nóng tiếp nhận thông tin, thuốc cấp cứu, thuốc để chăm sóc các bệnh lý phổ biến, mỗi trạm có 5 nhân viên y tế. Vừa qua, Nam Định đã ghi nhận 37 ca mắc mới, tất cả đều ở khu vực cách ly, phong tỏa, không có ca ghi nhận cộng đồng. Nam Định cũng là địa phương có tình hình dịch khá căng ở thời điểm giữa tháng 10. Tuy nhiên, tính chung toàn quốc trong tuần gần đây, từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 11 là 57.534 ca, cao hơn nhiều so với các tuần vừa qua là 47.648 ca. Có thể nhận thấy, thời điểm đầu tháng 11, số ca mắc đã liên tục tăng, từ 5.000 ca trên một ngày lên 6.000 ca, 7.000 ca trên một ngày. Những ngày gần đây luôn dừng ở mốc trên 8.000 ca trên một ngày và chưa bùng phát thêm. Hiện dịch vẫn đang rất là nóng ở Đông và Tây Nam Bộ, nhưng thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận đã giảm được số ca mắc, dù chưa nhiều, số ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã giảm mạnh trong ngày vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, bản tin thời sự hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 chúng tôi xin được cập nhật cho quý vị vào bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.